Bạn học sinh, sinh viên đang tìm một cơ sở dạy tiếng Anh tốt nhất để học và luyện thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS. Bạn đang kinh doanh, bán hàng đa quốc gia trên môi trường online, cần thành thạo các kỹ năng tiếng Anh để giúp bạn tăng doanh số và lợi nhuận lên gấp nhiều lần. Bạn là doanh nhân hoặc bất kỳ ai muốn phá vỡ giới hạn của bản thân và nâng cấp phiên bản của chính mình lên một tầm cao mới. Bạn là người đã từng học tiếng Anh từ 7 đến 10 năm hoặc thậm chí nhiều hơn mà vẫn chưa thể sử dụng được tiếng Anh trong công việc và cuộc sống. Bạn là người mất gốc căn bản tiếng Anh, bạn cảm thấy bối rối, thiếu tự tin mỗi khi nói tiếng Anh. Bạn mất nhiều thời gian suy nghĩ để dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh mỗi khi nói. Bạn hay nói vấp, mắc lỗi ngữ pháp và phát âm sai. Bạn cảm thấy chán nản, mất cảm hứng và thiếu động lực vì bản thân đã học tiếng Anh nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nói tiếng Anh dễ dàng trong công việc và cuộc sống. Đó không phải là lỗi của bạn. Bạn không phải là người duy nhất. Rất nhiều trường học, lớp học và giáo viên tiếng Anh ngoài kia đã và đang áp dụng những phương pháp sư phạm cũ chưa đúng hoặc chưa phù hợp để dạy học viên. Đó chính là nguyên nhân dẫn tới vấn đề của bạn. Trong chương trình Bí quyết tự học tiếng Anh hiệu quả này, tôi sẽ chia sẻ với bạn chính xác từng bước các bí quyết mà tôi đã áp dụng để tự học tiếng Anh thành công trong thời gian ngoài giờ hành chính mà chưa đến một năm. Nếu bạn áp dụng chính xác những gì tôi sẽ chia sẻ với bạn trong chương trình này, bạn cũng sẽ học thành công tiếng Anh giống như tôi trong thời gian chỉ một năm hoặc thậm chí ít hơn.